Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh giày cao gót của mình. Trong video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn là những mẫu giày cao gót màu trắng. Và trong video này, để tiếp nối thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là những mẫu giày trắng. Tuy nhiên thì trong video này sẽ là những mẫu giày trắng sẽ có thêm những họa tiết, hoa hay là đá trên giày để tạo thêm vẻ đẹp cho đôi giày nhé. Như trong video này mình đang xem đây là một mẫu giày màu trắng lưới được gắn nơ, hay là những mẫu giày da lì được đính đá bản to. Chất liệu da rất là mềm, chân chúng mình đi sẽ được thoải mái hơn. Để mẫu giày mà được thiết kế nó là những cái nó giống như một cái khóa vậy. Tuy nhiên thì nó đều tạo nên cái vẻ đẹp riêng. Một mẫu giày trắng được đính những cái chuỗi ngọc nên sự yểu điệu cho đôi giày. Chiều cao là 9 cm, vì vậy các bạn khỏi phải lo đến chiều cao quá nhiều, nó sẽ giúp các bạn tôn dáng. Đối với những cái mẫu giày đế vuông, đế trụ, các bạn có thể sử dụng với chân váy hoặc là những trang phục vintage, kể cả khi chúng mình kết hợp với quần jean. Những mẫu giày trắng thì mình nghĩ là các bạn sẽ kết hợp với trang phục màu sắc, hoặc là đối với các bạn năng động thì có thể sử dụng với quần jean. Đôi màu trắng thiết kế họa tiết ở ô vuông bản to này thì chắc hẳn là các bạn sử dụng để đi làm rồi. Những bạn công sở sẽ khó có thể bỏ qua đâu này. Đây là một đôi thiết kế vân các bạn ạ. Mình rất thích những cái mẫu thiết kế vân như thế này. Nhìn đôi giày của mình không quá là trơn tuột và không quá là đơn giản.
các bạn đang xem qua một số mẫu giày trắng công sở. Những đôi giày công sở được thiết kế rất là đơn giản. Họa tiết hoa văn không quá nhiều. Mẫu này mình nghĩ nó là một màu trắng sáng các bạn ạ. Chất liệu da trơn. Đôi mũi vuông. Gần đây thì một số thiết kế mũi vuông đang nhiều hơn và được các bạn lựa chọn. Màu trắng sữa này có một thiết kế giống như là những chiếc vằn dây buộc ở phía trên. Chiều cao khá là cao đấy ạ. Mũ này cao 12 cm. Mũi nhọn. Tông dáng rất là nhiều. Thank you.
đôi giày này có những lớp đan xen với nhau, giống như là một lớp nan vậy, nhưng mà không quá nhiều. Một đôi giày trắng có một lớp đá trải bên trên mũi giày, là một chuỗi đá để gắn với nhau. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.